Trong ngày 27 tháng 6, hơn 1 triệu thí sinh cả nước đã hoàn thành xong ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024. Theo đánh giá của các sĩ tử, đề thi văn vừa sức, đề thi toán dễ dàng đạt điểm 7, điểm 8. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổng số thí sinh đăng ký dự thi môn ngữ văn là hơn 1.054.000. Tổng số thí sinh dự thi là hơn 1.050.000, đạt tỷ lệ 99,62%. Toàn quốc có 2.323 điểm thi với trên 45.000 phòng thi. Trong buổi thi ngữ văn, có 7 thí sinh bị đình chỉ do vi phạm quy chế thi, 3 thí sinh mang tài liệu và 4 thí sinh sử dụng điện thoại di động. Theo đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhìn chung thì buổi thi ngữ văn diễn ra an toàn, trật tự, nghiêm túc, đúng quy chế. Số lượng thí sinh vi phạm quy chế thi giảm so với năm 2023. Với thí sinh thì đề thi môn ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay được đánh giá là vừa sức. Trong đó phần nghị luận văn học vào tác phẩm Đất nước của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm được nhiều thầy cô cho ôn khá kỹ. Thật ra ban đầu em cũng hơi lo lắng trong việc là em sẽ không làm được bài ấy ạ. Bởi vì trong chương trình học của bọn em thì có rất là nhiều bài. Và bọn em cũng không sẵn sàng là vào phải làm đề nào lắm. Nhưng mà cái lúc mà em biết là bài vào Đất nước ấy ạ, thì là em cũng rất là mừng, bởi vì đây là bài mà em học rất là chắc. Từ trước đến giờ môn văn của em luôn là một môn khá là yếu. Sau bài môn toán, môn anh thì môn văn lại là môn yếu nhất trong 3 môn chính rồi. Em cảm thấy rất là thoải mái bởi vì em đã ôn rất là kỹ bài này, bởi vì theo nhiều nguồn tin trên mạng thì bài này có khả năng cao là bài vào nhất. Cho nên em ôn rất là kỹ bài này và em cũng khá là mừng. Không rất mừng bởi vì vào được bài này. Khi cầm đề văn trên tay thì em cảm thấy nó cũng vừa sức ạ, cũng không phải khó quá gì. Cả đoạn đất nước này thì em cũng ôn kỹ, em thấy cũng khá là vui. Thực ra là em cũng ôn hết, em cũng không biết từ bài gì hết, bài gì nó cũng ra được ạ. Nghị luận xã hội em thấy cũng khá ok. Nói về kiểu cá tính cá nhân ấy, thì em thấy em làm cũng ok, em làm cũng hơn một mặt cái đấy. Trước hết thì môn văn thì cũng không phải là sở trường của con ạ, nhưng mà con thấy là cái đề hôm nay cũng khá là vừa sức với tất cả các bạn. Và con cũng thấy là hôm nay mình cũng đã hoàn thành bài thi với tất cả khả năng của mình rồi ạ. Thật ra là cái mục đích con đi thi đợt này chỉ là để đỗ tốt nghiệp đấy ạ, vì con đã đỗ được cái trường mà con mong muốn xét tuyển sớm rồi ạ. Con nghĩ là đề văn năm nay không phải là đề văn khó mà phải với nhiều bạn, nhưng mà khá là dài. Và con nghĩ là các bạn phải rất là tranh thủ ra thì mới biết được. Con nghĩ là cái bài vừa rồi mặc dù là có thể là chưa phải hết sức của con, nhưng mà chắc là nó cũng sẽ đạt được những cái kết quả như kỳ vọng con đã đặt ra trước. Tuy nhiên cũng hơi tiếc là mặc dù con biết khá là dài nhưng mà vẫn chưa thể nhất hết được cái phần nghị văn học, nhưng mà cái đấy cũng đủ cho con được. Buổi chiều thì hơn 1.046.000 thí sinh dự thi môn toán với thời gian 90 phút. Trong buổi thi có 3 thí sinh vi phạm quy chế. Theo đánh giá của các thí sinh thì đề thi toán có sự phân loại cao, độ khó tăng dần. Để đạt được điểm 7, điểm 8 thì không quá khó. Đề chữ rất là dễ đọc, đề rất sạch sẽ. Và theo em đánh giá thì đề thi là có 10 câu cuối là nó khá là khó so với bọn em. Mà bọn em cũng phải rất là khá là cố gắng. Nếu mà đánh giá lạc quan thì em nghĩ là điểm của em là 8 cộng. Em chỉ đánh giá 8 cộng thôi chứ em không dám là nói là quá cao 8 cộng. Em bỏ sót mất 5 câu là em không thể làm được. Còn những câu khác thì em cố gắng em làm và em đoán kết quả. Và kiểu học mấy cái mẹo ở trên mạng thì em đoán được kết quả thì em hoành. 45 câu đầu thì em làm trong 30 phút ạ. Và em dành thời gian còn lại để em làm 5 câu cuối và em còn phải soát lại từ đầu một lần nữa để cho chắc chắn. Em cảm thấy khá hài lòng về mặt trình diễn của mình, nhưng mà em chưa chắc em được 27 đâu, bởi vì điểm văn em hơi thấp. Đề toán thì em cũng bỏ tầm 4-5 câu thì em nghĩ là nếu mà may mắn thì em vẫn chưa chín được. Đề toán rất là khó, nhất là mấy câu cuối, còn nhưng mà ngược lại em thấy mấy câu đầu, tầm 30 câu đầu thì nó cũng khá là dễ ạ, nên là em nghĩ là điểm nó sẽ khá là co cụm tầm 8 điểm, mà lên cao rất là khó. Em nghĩ là nếu may mắn thì em có thể lên được 9 điểm ạ. Về cơ bản thì từ 40 câu đầu, 40 câu thì đầu thì nó sẽ rất là dễ, nhưng mà riêng từ 41 trở đi thì gần như là em không thể làm được gì rồi ạ.
Nếu như em làm được 40 câu thì em nghĩ em đỗ khoảng tầm từ 38, 39 câu đấy ạ. Còn lại thì chắc là hên xui đấy ạ. Từ câu 40 trở đi là gần như đối với những cả học sinh bình thường tầm trung thì sẽ không rất khó mà có thể làm được rồi ạ. Sáng mai 28 tháng 6, thí sinh tiếp tục dự thi bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên, vật lý, hóa học, sinh học và khoa học xã hội, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân từ 7:35, mỗi môn 50 phút.